Giờ tới phần chụp gia đình, chị muốn hình của chị muốn như thế nào chị nói em nghe đi. Em muốn hình mình á phải trong sáng, nhìn nó phải hút con mắt nha anh. Em muốn ấn tượng nhưng mà không được màu mè. Em muốn hình là phải cảm xúc, nhìn hình là thấy được cái hạnh phúc của gia đình em. Em muốn em hiểu rồi, khen.